Bữa nay cả nhà mình ăn món hột gà nướng ha. Hột gà nướng mà mình có một cái nồi hấp mà cô chú thấy không? Mình phải hấp chín xong mình mới nướng lại ha. À, bữa nay cả nhà mình sẽ ăn món mà má Năm yêu thích nè. Trước giờ mình mua không à? Bữa nay Xuyến sẽ làm cùng với chị Sơn Ca đãi cả nhà mình. Rồi, bây giờ trong thời gian chờ đợi nước sôi thì mình sẽ xử lý hột gà ha. Rồi, đập hột gà má Hai ơi, má Hai Sơn Ca ơi. Mình cứ làm đại coi chú ha, tại vì chút xíu nữa mình có cái rây á, mình lượt vỏ lại. Nếu mà lỡ mà nó có bị lọt cái vỏ vô à. Chị Sơn Ca ngoái nè, đó, ra rất là dễ ha. Sơn Hùng đừng có đập nghe Sơn Hùng. Đập bỏ nghe. Đập bể cái vỏ. Để vỏ lát không có cái đồ đựng hơn quá. Chút mình bỏ nó vô mình nướng á Sơn Hùng. Thường á thì người ta bán, người ta làm cái lỗ rất là nhỏ, rất là đẹp ha. À, còn mình đây mình phải làm lỗ to vậy đó mới làm được. À, chút xíu nữa mình cũng làm cho trồng trắng trồng đỏ lộn xộn rồi mình gia vị lại. À, tí xíu tiêu nè, rồi đường, muối, hạt nêm, nước mắm. Mình gia vị vô rồi mình đổ vô. Nãy giờ có rau răm với muối tiêu chanh thơm quá trời luôn. Thèm. Cái món này mỗi lần bé ăn đi học là mua cho bà nội hả? Bà ngoại hả? Bà ngoại thích ăn món này nè. Thì cái An biết á, ăn mua về cho ngoại. Chỉ có mình An mới mua cho bà ngoại ăn hả? Nhớ bà ngoại thích ăn là mua. An chuẩn bị đi học rồi xa nhà nữa ha. À, bà ngoại nhớ dữ à. Tuần diện là có khi phải mắc bệnh thứ 2 tuần. Cái gì chứ đi nhớ lắm vậy. Anh đi học á, anh có em, từ từ rất quen. Nhưng mà lúc đó anh cũng siêng về lắm. Không về không được. Không về tiền đâu xài. Về xin tiền. Tính ra hồi đó là mẹ cho tiền, vậy là con xài thoải mái luôn á. Tại vì mấy bạn ở chung ký túc xá đó là gia đình chỉ cho tiền đóng tiền học thôi. Rồi vô đây là tự đi làm để kiếm tiền xài với ăn. Dạ, đi làm thêm. Nên là hồi đó con đi làm thêm thì con lại có dư tiền, xài thoải mái hơn nữa. Làm thêm thì dư thêm dạ. Đó không? Hồi đó cũng đi chạy bàn, rồi đi làm trong Suối Tiên á, làm lính triều đình á, qua kiếm. Sơn Hùng có mai mốt có giống ba vậy không? Sinh viên không có đi làm mốt sinh viên đi làm thêm hay sao không? Cho mẹ đỡ nặng. Lấy ra cũng nhanh quá chị ha. Rồi, mau hết coi. Dạ. À, cô chú thấy mình ngoái cái lỗ to to vậy nè, nó không đẹp nhưng mà sẽ lấy ra rất là nhanh ha. Em bám. Em bám nè. Rồi tới ăn, tới ăn, tới ăn. Ăn lại. Đừng cái lỗ nha. Gọi kỳ kỹ hả? Dạ. Dễ bể lắm rồi. Ở tới ăn bể. Ừ, sẽ bể cái chút không có vỏ đựng. Xíu làm mấy chục, xíu hai chục hả xíu? Em làm 15 trứng à? Ờ, anh thấy nhiều quá nè. Ờ, nhiều quá kìa. Ừ. Người ăn 2 trứng à? Nhiều quá. Rồi. Thường ta làm chục trứng à? Cái trứng hột gà hồi xưa đó mẹ, coi có cò là sao mẹ? Nó có cái... khi mà mình đổ ra đây nè, có cái vòng ở cái... Hình như là hồi xưa con nhớ mẹ lấy cái bóng đèn á, cái mẹ... Cái mẹ nhìn xuyên qua bóng đèn phải không? Kia lại nhìn nè. Thấy vòng đen. À, lấy cái tay cái mình làm vòng tròn vậy nè, cái mình để cái trứng ở giữa, cái ánh sáng xuyên qua, à, mình thấy nó có cái chấm mà, vậy là có cò, là sau này sẽ ấp ra được thành con, còn nếu không có cái đó là sẽ bị ung giữa. Xưa có kinh nghiệm á, thì hay lắm. Rồi rồi ấp thời gian cái cho nó vô nước làm sao mẹ? Khi nó gần nở á. Dạ. Người ta sợ trời nóng nực quá. Sợ bị ngọt á hả? Nó bị sát. Dạ. Để cho nó lội vô nước một chút rồi lụm ra. Nó tung cái lắc lại cái trứng, lắc lại vậy đó. Dạ. Thằng cho nó nhúc nhích đó hả? Rồi mình gia vị coi chú ha. À, tiêu sai nha. Giờ đủ thôi, có mấy đứa nhỏ nè chị. Ít thôi. Rồi nếu được. Giá cái bài ơi. Mặn mặn ngọt ngọt thì theo khẩu vị mình nghe coi chú ha. Hơi hơi thôi. Đó, giống như mình còn chấm lại nữa nè, còn chấm muối tiêu nữa nè. Đây là muối tiêu chanh ha. À, hạt nêm. Đó, rồi nước mắm nữa ha.
xíu bột ngọt, nếu mà như nhà mình không xài thì bỏ qua ha. Rồi. Rồi, nước mắm nữa. Rồi, mình làm ít thôi nha, tại vì chút có gì tùy theo khẩu vị mà mình chấm muối tiêu. Chứ để làm hồi mặn là lấy ra không được. Rồi, giờ để xiên rây nữa. À, với một cách nữa đó là tiêu cô chú anh chị mình cũng có thể vô sau nha, nhiều khi rây gì nó sẽ bị dính trở lại cũng hết một phần nữa đó. Chúc mình có gì bỏ vô thêm. Đánh hồi cái lên bong bóng cái làm bánh bông lan luôn. Nhà mình có cái đồ đánh trứng. Không, này đánh nhẹ mình, lên này mình làm đều thôi. Bông đánh bông lên lát nó nó bọt nhiều ha. Đó, mình lượt đang lấy lại cái vỏ trứng nếu mà như nó còn nãy mình lỡ rớt vô ha. Đó, mình rây lại vậy nè. Con thắng được rồi á. Thấy hột gà này thèm. Tại vì hồi xưa đó đâu có hột gà để uống đâu. Lâu lâu con gà đẻ mẹ mới cho ly sữa. Nuôi gà mới có trứng không có mua đâu. Yeah. Với cũng ít khi ăn, mẹ để ấp nó ra con á mẹ. Cái đồng trắng nó dính dữ ha. Nó không xuống hả? À, phải đánh nó mới nát rồi. Dạ, không chịu nuôi ha. Hay là tại không có đồ để cho nó ăn mà. Thì nhà có lúa có gạo cho ăn chứ đâu cho ăn thích như vậy. Dạ. Vậy sao không nuôi đại mấy bầy? Thấy nuôi có đủ một bầy à? Sao nuôi bảy chục gà mái. Dạ. Đẻ trứng. Đẻ ra cả trăm trứng ăn là tha hồ luôn. Nuôi chi mà có mấy con à, 4-5 gà mái vậy thôi à. Hay là nuôi nhiều là phải dí, phải không có đồ á, không có đồ đi dí nó. Nó không có làm chuồng. Dạ. Cho nó con không đổ gì đó. Dạ. Đi chợ lúa về có tắm rồi cho nó ăn vậy thôi. Dạ. Thôi tiêu vậy đó rồi. Mình lấy cái ca mà mỏ càng nhọn càng tốt. Đó. Mình chế vô. Lấy cái trứng ấy, cái ly á chị. Nè, trong trong cái sống chén á. Bưng cái tô ly ra. Đó, mình để là đó. Cái này gọi là cái ly gì mẹ? Chung mắt trâu. Chung mắt trâu hả? Là nó to bằng mắt con trâu hả? Đó, người ta kêu chung mắt trâu. Rồi thử ha, mình cho vô vậy coi. Đó. Rất là đẹp luôn ha. Cái này em mua nhiêu cái xíu? Chục cái 20 ngàn anh. Rẻ dữ vậy? Rẻ quá trời ha. Mua để ăn hột gà hột vịt. Đó, hồi đó cái ly này để nhậu hả mẹ? Rượu đế mà. Chắc thời đó uống đồ đế ăn ly này với dạ. Để cúng nữa đồ đó. Dạ. Mấy cái chân để cúng này đây. Con thấy bà nội hay cúng nước bằng cái ly nhỏ này nè, cúng rượu. Cái mỏ này chưa đủ nhọn lắm ha. Cẩn thận đừng rung tay nha. Ở đây không có cái ca nhọn. Được rồi, được rồi. Đừng hù chị, được rồi. Đừng ở đây nha chị. Quá à, chút nó còn phình chín lên phình lên đó. Hồi nãy mà quýnh càng nhiều nó phình càng đã. Chị khéo tay quá nè. Nói hơi rung tay á. Ghẹo rung tay á. Đừng nói rung tay. Chị đổ đi em để vô nha. Hả? Làm sao mà chút xíu nữa còn dư là lại nha. Nhiều có là vỏ đổ vô. Mẹ, 15 trứng mà đổ vô xong rồi cuối cùng sao lấy ra. Tại nãy bỏ hết mới trồng trắng. À nãy bỏ trồng trắng bị cận ha. À, bây giờ mình cho nó vô trong lò mình hấp chín trước cô chú ha. Còn nướng là mình nướng lại cho thơm thôi. Kệ mình còn nhiều vỏ mà xài cho hết thôi. Làm sao mà lấy ra nhiêu đổ lại nhiêu là mới là giỏi nha. Mà dư vỏ cũng là dở, mà dư trứng cũng là dở luôn á. Đổ không vậy? Rồi cuối cùng bị hao hụt hả? Thất thoát hả?
Dạ không? Khoan để thử đổ cho đều đi. Đang hồi hộp chờ đợi kết quả. Đúng không? Hay ta. Chừng nóng nghe. Rồi lại lại mình hấp khoảng 10 phút 15 phút ha. 15 phút là chín nè. Thấy nào bánh hấp cái tưởng có tiệc tùng ha. Hồi xưa mỗi lần mà đụng tới cái này hấp này giống như có chuyện có công dữ lắm mà ha. Dạ chứ bình thường đâu có ai lấy nồi này ra. Nhưng mà bây giờ người ta có bán cái nồi nhỏ nhỏ này nè. Cái nồi ngày xưa lớn lắm. Trời ơi cái chân ngựa của người ta. Chân hả? Cái chân ngựa của bà Sáu. Cái chân ngựa đó của bà Sáu đó, đừng có ngồi lên bà Sáu đánh chết. Mời cô chú ăn trái cây đi. Mời cô chú ăn trái cây đi hả con? Mời cô chú ăn trái cây. Trời ơi, mời Sơn Hồng nha. Cảm ơn Sơn Hồng. Ngon không Sơn Hồng? Xém tí nữa ăn hộp rồi. Chút xíu nữa để hộp nướng. Hộp chân cũng nướng. Vậy hả, ý tưởng của con mẹ giống nhau. Tại vì hồi xưa không có gì ăn á. Cái mình lấy hộp mít nè, nướng, hộp mít lùi tro nè. Hộp chôm chôm. Ừ. Nhưng mà hột chôm chôm nướng ngon nhất á chị, nó dẻo nó béo y như đậu phộng á. À. Còn hột sầu riêng là khó ăn nhất. Hột sầu riêng nó bùi bùi hay khó ăn. Dạ, nó nhớt. Nhưng mà em ăn hột sầu riêng được. Dạ hả? Ba thích nghe nó. Dạ. Ở đây ngồi nha con, ở đây ngồi. Bây giờ mình canh giờ ha, mình canh khoảng tầm 20 phút á, trứng nó chín rồi. Để mình lấy ra mình để trên cái vị nướng á, mình lăn nó xíu cho nó thơm. Ba không cho chân thổi phải không Sơn Hà? Ba sợ đau mắt đúng không? Ba sợ đau mắt con phải không? Đúng rồi. Ăn gì vậy? Con ăn không? Con ăn không? Bạn ca lột chứ? Không, con cũng ăn. Con dưa không? Ăn dưa hấu không? Cắn cái dưa hấu đi. Nè. Con tháo không? Đi cắn đi đi con. Chào. Nè, mẹ lột cho trái chôm chôm. Chào hả? Chị Dân ca kêu trời luôn. Nó mình phải canh giải nắp ha. Đi nó sôi quá nó trào lên. Ý là chưa được 5 phút nữa nó mới trào. Không, đừng đậy nắp hơn, giận nắp ha. Thôi, đậy ra chứ. Khẽ khẽ đi. Khẽ khẽ ra vậy nè. Khoảng 5 phút mình rồi, rồi vậy được đi. Đừng có để lửa quá cô chú ha. Mới 5 phút á. Để lửa ít thôi. Lửa ít thôi. Quên. Quên. Trào rồi. Trong rong chắc còn nửa cái trứng cô chú ha. Hồi xưa á mẹ, khi mà mình luộc mấy cái trứng vịt bị bể á, nó trào ra vậy bên trong còn có nửa cái. Nó rêu rêu giờ phải thôi. Nó ra đi vô đi ra xong nữa nó là trào liền. Không, không nhiều. Xíu bán kiểu này lỗ rồi. Rồi cái trứng mà giờ bán tính tiền cái trứng mà trong ruột con nữa khách hàng cự. Nói chứ không đến nổi ha, chút xíu mình đập ra mình mới biết. Cái này hấp tới nửa. Hấp bây giờ. Rồi xong giữ nó. Cái hàng ngồi xuống ăn trái cây nè thưa hả? Qua ngồi má hai à? Ừ. Mũi cắn, qua má hai ngồi mũi không cắn. Đập mũi cho con. Qua. Cái đứt tôi hết. Phải không? Phải không? Mẹ nói gì mà nó nhái thì mắc cười quá trời luôn. Đó thì cái giò ro ro đâu? Còn cái đứt tôi hết đâu? Cái giò ro ro đâu? Cái này cây ai vậy? Cái này thì thịt khăn. Thịt khăn cái mày. Nó không dụ bác hai cho 5 ngàn mà nó bị đòn á. 5 ngàn cái nó mua này à, cái để 5 ngàn trèo lên lấy món đồ. Mẹ không cho ăn khóc đằng. Rồi nãy đi mua cái bàn pizza đó rồi đi chơi lát. Nãy xin được nhiêu tiền mà đi mua bàn pizza rồi? 20. Má hai tốn hào với Sơn Hà lắm. Má hai tốn hào quá. Ta Sơn quay video này lại sau này Sơn Hà lớn Sơn Hà coi đặng trả nợ cho má hai nha. Mỗi lần coi video là thấy đi xin tiền. Đừng có trả cái cây đi. Thôi không chơi cây nhọn nha. Trả cây cho mẹ coi. Đi đây, đi con. Dễ cái cây đi con. Trực trăng nó bay vậy Sơn. Hay quá ha. Cánh quạt á hả? Trực thăng sao Sơn Hà? Đâu, đó. Đây vậy đó hả? Chú coi trực thăng nó rồi đó. Rồi, được rồi, đó.
với chờ chút có than á mình nướng riu riu nó cũng dễ. Ổn quá, nó hào hụt anh ít rồi. Thôi cho chị coi nè. Cái vậy là mới đẹp nè. Là không biết bên trong nó còn hả? Này vậy nè. Sao thấy nó không xám như mình? Mình nướng á sao không? Nướng nó sẽ cháy bên ngoài sao? Với lại mình bỏ tiêu ít á, người ta bỏ tiêu nhiều lắm. Bỏ tiêu nhiều. Giấu không sao ngạc? Ủa giấu bên này hấu hột ngon vậy? Để rồi, cách sạch nè. Để rồi mua giấu hấu hột phải chạy. Không có em kêu tưởng mình đi sáng với đại nữa. Có muốn ăn thử nướng không? Để mẹ anh xíu nướng cho nè. Băng ngâm băng ngâm. Chấp đi. Cho Sơn Hùng có cảm giác ăn hột chôm chôm là sao? Thầy ăn chôm chôm không? Dạ hai ơi, cái này do mình chụm lửa hay nhiều nó nứt cô chú ha. Đó, nên là lần sau rút kinh nghiệm nha. Bữa nay củi quá mà mẹ củi nhiều quá xài cho hết. Đó, bây giờ mình lấy trứng ra rồi mình sẽ lấy cái vị á, mình đặt lên mình lăn đó. Nước sôi nha em, nóng nha. Rồi. Bây giờ có lửa than rồi, bắt đầu mình nướng luôn ha. Cái trứng bể cái này không ai ăn hết á. Mà người ta bán nhiêu tiền trứng em? Có 6.000 trứng rồi anh. Vậy mà còn chơi mắc chơi rẻ. Đó, mình bán này nửa giá không biết có ai mua không nữa. Cái chừng mượn tăng phụ nữa. Rồi xưa qua bên cô Sáu cái lại cái thúng trấu ha, mình lấy cái ly chung và cái ly đó. Là cái mình mò ra đụng trước hột vịt nó ấm ấm. Cảm giác đã. Để trong cái trấu nó giữ nhiệt tốt em. Hồi xưa nước đá cũng vậy chị. Dạ, qua bên cô Sáu mua cũng moi trong cái thùng trấu ra. Ủ trấu cho nó lâu tan. À. Hồi xưa đâu có thùng mót đâu. Ừ. Về cái lấy nước rửa cái nó tan cục hết miếng. Nó còn sống hay nó chạy à? Rồi chú coi hai con này mà ra mở tiệm là đổ nợ rồi cô chú ha. Thôi bỏ. Nghề nướng trứng này bỏ qua. Lăn rồi. Không. Có đồ nghề á mẹ. Có những cái dĩ to á. Cái dĩ to vừa đủ cho cái trứng nó đứng xuống. Người ta có cái đồ nướng làm sao dạ. Nó đứng cái trứng xuống. Đứng chứ không phải nằm gì. Với lại giở nắp liên tục. Đi dục đi, đỡ đi. Rút kinh nghiệm coi chú ha. Đầu tiên là mình lại luộc phải lửa nhỏ hoặc là có thể mình không đậy nắp luôn. Còn nãy là lửa bùng bùng mạnh quá, nó bể ngay từ lúc mình hấp rồi. Rồi được rồi đó chị. Ngon lành rồi đó. Kẹo hồ lô đây. Rồi cho xuống luôn. Bữa nay không ăn cũng phải ăn cho hết nha, tại nó bể hết rồi. Rồi tránh ra, nước sôi, nước sôi. Nước sôi, nước sôi. Rồi nhập tiệc ơi. Nóng quá sao hả? Nóng lắm. Nóng lắm đó. Em có con kìa. Hát gì vậy ta? Tự lập được mà. Tự ăn được mà. Sơn Hùng, Sơn Hà quá nổi à. Sơn Hà. Sơn Hà quá nổi lột cho ăn thôi hả? Mẹ ca lột cho. Không cho thôi. Cái đi. Bây giờ đang lột cái con. Nó cứng hơn không? Của mình nó còn hơi mềm mềm, hơi sáng. Vậy là lần sau nếu thử mình thêm chút rau câu ha cô chú ha.
thấy có nhiều người thêm rau câu rồi mình không có làm. Đúng rồi, nó không bị sớm. Nè, nó hơi bị sớm xíu. Ủa, người ta đặt luôn á. Không có sớm luôn nè. Ngon quá. Chơi vậy vừa ăn một xíu. Rồi, em thử rồi. Lắm. Nó hơi sớm sớm, hơi giống bánh bông lan ha. Còn ta bán á chị, nó cắt cứng luôn. Giống như rau câu vậy, đúng rồi đó. Nó dẻ ra. Dễ là được. Dễ là nếu có rau câu nữa mới đúng bài. Xíu ăn trưa đừng bỏ rau câu con cản. Con nói thôi, thích ăn trứng không à. Ai ngờ trứng không thì nó lại hơi sớp. Ăn cọc cọc luôn ta. Ăn dữ ba. Cọc 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 luôn. Cọc 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 luôn. Nè, ông. Thảm đi, mẹ lọc cái. Nhưng mà cái màu của mình là không có giống màu ta bán ha. Đó là màu màu lòng đỏ, nó còn màu vàng. Còn của anh ta nó màu nâu luôn. Tại nó bỏ tiêu nhiều. Không biết tiêu nhiều hay là do nó xuống màu hay là bỏ màu ta. Giống như hộp vịt ung. Dạ, giống hộp vịt ung á. Bỏ tiêu rất là nhiều. Đón cặp đi. Lần sau làm cặp màu cà phê. Mẹ, da đang thui luôn. Cười chút. Nếu mà như mình không biết làm kinh nghiệm nghe, mình bỏ rau câu với thêm chút cà phê, hộp gà nướng cà phê, nhiều khi ra trứng món trứng mới nữa nè. Để mà muốn má hai làm thử thôi. Để lần sau má hai thử ha. Má hai làm thử nha. Má hai làm xuất sắc. Xuất sắc rồi. Cũng làm thử lần thứ hai. Người thứ hai rút kinh nghiệm. Ôi, cái đúng nè. Tại vì cái món này ngày xưa giờ á, ở xứ mình không có. Nhưng mà cách đây khoảng 15 năm á, là lần đầu tiên Hoàng Sơn ăn là ở công viên Gia Định. Đó, mình đi ngang công viên cái đói bụng quá cái thấy bán cho sinh viên rất là nhiều. Anh với anh Khanh á, anh Khanh bạn anh á, hai người vô. Đi học phải không? Đi học thêm á, làm hai trứng người hai trứng vịt là no. Đi học. Năm vô là cách đây cũng 10 năm hả? Tới có anh Sơn Hùng cả anh Sơn Hà rồi đó. Được. Được 8 năm. Trước mùa dịch anh ơi. 8 năm, lúc đó em còn làm một công ty. Sao ắt nha. Dám chơi, dám chịu ha. Ăn chút hộp cái thang. Ăn đi con, không sao đâu. Cái gà nhỏ mà. Ngày mai không có ăn đâu. Chờ mới hai làm còn lâu lắm. Ngày mai không có làm liền đâu. Sẵn hái mối rồi lắm nè. Mỗi ngày đi ra trong bán bắp xào. Bắp xào không thích bằng gà nướng. Bắp xào không thích bằng gà nướng. Thì mỗi ngày món ăn á. Bắp xào đây là nó ra em đón không được. Ăn này nè, ra đón bắp xào ăn món gà nướng nè. Hẹn gặp lại ông bà với đâu xa nha. Ê, ngon nè. Nói là cái này. Trời, hôm nay Hoàng Sơn cùng ở nhà mình thử món gà nướng ha. Đây, Sơn Hà quậy quá. Bữa nay mình làm thì nó ngon nhưng mà không có được giống như người ta bán đâu. Lần sau chắc rút kinh nghiệm mình thử là mình trộn thêm rau câu ha. Với lại mình làm lửa nhỏ ha, làm lửa nhỏ từ từ á, chứ gần lửa lớn quá nó nở nhanh quá nó nứt bể. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau. Một buổi tối vui với hộp cà nướng nha.